thiết bị nhà bếp kỳ tin, an toàn, tiết kiệm. Công ty cổ phần nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện lưới miền Bắc, đơn vị với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ổn áp Sitanda, với các sản phẩm nổi bật mang thương hiệu Kitin bao gồm: bếp từ Kitin là giải pháp tiết kiệm tuyệt vời, chỉ với 1.500 đồng có thể nấu một bữa ăn cho gia đình 4 người. Sản phẩm được bảo hành đổi mới lên tới 2 năm, vật tư thay thế bảo hành lên tới 10 năm. Máy hút mùi Kitin với chất liệu vượt trội, công suất hút mạnh mẽ, kiểu dáng sang trọng. Bộ nồi cao cấp Kitin làm từ inox nguyên khối, kiểu dáng sang trọng, bề mặt sáng bóng không rỉ, không oxy hóa và dễ dàng vệ sinh. Kitin, người Nhật tin dùng. Truy cập ngay website kitin.vn hoặc liên hệ hotline để đặt mua hoặc tư vấn chi tiết về sản phẩm. Quy tắc đầu tư vàng: 90 năm không biết mùi thua lỗ và câu chuyện khi sống đủ lâu bạn sẽ thành huyền thoại. Nhiều nhà đầu tư có thể vượt qua được Irving Khan về tỷ suất sinh lời trong vòng 1 năm, nhưng chưa có một ai trên Forbes có thể đánh bại được kỷ lục 90 năm không thua lỗ của ông. Năm 2012, khi mà huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 82 của mình, nhiều người đã nghĩ rằng ông là nhà đầu tư già nhất. Nhưng mà không, nhà đầu tư già nhất thế giới khi đó hơn Buffett đến tận 25 tuổi. Irving Khan vào năm đó là 107 tuổi, giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn Khan Brothers, một tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán New York chuyên về tư vấn đầu tư và quản lý quỹ với số vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ. Những người trên Forbes vẫn truyền tai nhau câu nói rằng nếu như Khan chết trước đó cả nửa thế kỷ thì sẽ không ai biết ông ấy là ai cả. Người học trò của Benjamin Graham không phải là một nhà đầu tư có thể gây ấn tượng trong ngắn hạn. Tỷ suất sinh lời của ông chỉ ở mức trung bình trên Forbes, điều mà không ít nhà đầu tư sẽ vượt qua Khan nếu như chỉ xét trong phạm vi 1 năm. Tuy nhiên, không một ai ở Forbes có thể chiến thắng liên tục tới 90 năm, một chuỗi thời gian còn dài hơn cả số tuổi của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Bí quyết của ông cũng có phần nào giống với Buffett là không mong lãi lớn, chỉ mong là không mất tiền. Irving Khan bắt đầu làm việc ở Forbes với vị trí phân tích cổ phiếu năm 1928 khi ông mới 23 tuổi. Ngoài ra, ông là một trong những người có chứng chỉ CFA đầu tiên trên thế giới vào năm 1963 và được xem là thành viên sáng lập của Hiệp hội CFA. Trong cuộc đại khủng hoảng những năm 1930 ở Mỹ, tên tuổi của ông đã được Forbes biết tới thông qua việc đầu tư vào những công ty thuộc lĩnh vực vô tuyến và phim ảnh. Những lĩnh vực vẫn bùng nổ mạnh mẽ bất chấp khủng hoảng. Câu nói nổi tiếng của Irving Khan khi đó là: có thể bạn rất ngạc nhiên, nhưng có rất nhiều cổ phiếu đáng để mua trong lúc khủng hoảng. Ngay cả khi thế giới gặp nhiều cuộc khủng hoảng khác sau này thì quỹ đầu tư của Khan cũng không lỗ, dù có thể ông không phải là người lãi cao nhất khi mà thị trường tăng trưởng. Phong cách đầu tư của Khan có phần tương đồng với nhà tiên tri xứ Omaha do ông từng là trợ giảng cho Benjamin Graham tại trường Đại học Columbia. Khi làm việc và học tập với Graham, Irving Khan đã trở thành nhà đầu tư giá trị. Nguyên tắc của ông cũng như nhiều nhà đầu tư giá trị khác là chỉ mua các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, thuộc ngành nghề không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế. Đối với Irving Khan, đầu tư là sự pha trộn giữa khoa học và nghệ thuật, đòi hỏi cả phân tích định tính lẫn định lượng để xác định chính xác được giá trị của một thương vụ đầu tư. Không giống như nhiều nhà đầu tư khác với nguyên tắc không bỏ trứng vào cùng một giỏ, Khan không quan trọng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư để hạn chế rủi ro. Ông tôn trọng triết lý của mình và ông cho rằng khi áp dụng đúng sẽ không có rủi ro trong đầu tư. Khan có quan niệm rằng một danh mục đầu tư giống như một vườn cây ăn quả và ông thường lựa chọn các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao đang bị thị trường định giá thấp và sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu đó từ 3 đến 5 năm. Tất nhiên là kỳ vọng rằng tất cả các cây trong vườn đều cho quả đều đặn mỗi năm là một điều khá là phi lý. Đối với Irving Khan, một vụ mùa thành công có thể sẽ phải chờ đợi từ 3 đến 5 năm. Khi đầu tư vào một công ty thì ông thích những công ty không có hoặc là rất ít nợ. Ngoài ra thì ban giám đốc cũng phải nắm giữ một lượng cổ phiếu nhất định để đảm bảo rằng lợi ích của ban giám đốc sẽ gắn liền với các lợi ích của cổ đông khác. Tỷ suất sinh lời trung bình của các quỹ mà Khan quản lý sẽ không ấn tượng nếu như bạn nhìn trong ngắn hạn. Đôi khi con số này khá là thấp nếu so với các huyền thoại đầu tư khác, ví dụ như Warren Buffett hay là George Soros, thậm chí cả những nhà đầu tư vô danh của Forbes. Nhưng bù lại, ông hầu như là không thua và chuỗi thời gian không lỗ của ông lên tới 90 năm. Và khi mà bạn chiến thắng trong một thời gian đủ dài, lãi kép sẽ phát huy tác dụng. Đó cũng là lý do đã đưa ông góp mặt trong bảng danh sách những nhà đầu tư huyền thoại của thế giới. Khi đã quá 100 tuổi, Irving Khan vẫn giữ thói quen đi bộ đến công ty làm việc và đi về nhà ăn trưa để tiết kiệm tiền ăn ở nhà hàng. Ông vẫn đóng một vai trò quan trọng cho quỹ đầu tư gia đình Khan Brothers và thường dành ra 5 tiếng mỗi ngày để nghiên cứu các cổ phiếu bị định giá dưới giá trị. Danh mục đầu tư của ông chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính và chăm sóc sức khỏe. Không những là một nhà đầu tư tầm cỡ ở Forbes, mà Khan còn là giám đốc của rất nhiều các công ty như Terry Gister Corp, Hugo Stinnett Co., Grand Union Store, Case Country Lighting, West Chemical and Wilcox and Gibbs. Trong ấn phẩm kỷ niệm 50 năm thành lập của Hiệp hội CFA toàn cầu thì Irving Khan cũng được xuất hiện ngay ở đầu tiên trong một đoạn phỏng vấn ngắn. Irving Khan mất vào năm 2015, khi đó ông đã là nhà đầu tư già nhất thế giới với 110 tuổi. Lê Hằng, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.
Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.